Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay thì mình có đọc một cái bài báo mà chia sẻ về VIX, thì vốn hóa của VIX hiện tại đang bằng của BIDV này, Vietinbank này và Techcombank. Một tập đoàn bằng 3 ngân hàng cộng lại. Đấy là vốn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái trái phiếu của VIX, trái phiếu của VIX để mà các bạn có thể là đầu tư, tức là như thế nào, đúng không ạ? Tức là các bạn sẽ cho VIX vay khi mà các bạn mua cái trái phiếu VIX này, nó rất là dễ dàng. Bình thường thì các bạn mua cổ phiếu của VIX, đúng không ạ? Các bạn mua ở trên sàn chứng khoán, đây là một trong những công ty mà bây giờ có cái giá lớn nhất ở trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bây giờ nó đang có giá là 142.000 trên một cổ phiếu, có lẽ là lớn rồi, đúng không ạ? Thế thì việc mua trái phiếu của VIX sẽ thực hiện như thế nào, hướng dẫn như thế nào thì nó cũng khá dễ thôi, mình sẽ làm ở cái phần sau cho các bạn. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ cho các bạn một số cái ý để mà các bạn hiểu được cách để kiếm tiền từ cái việc đầu tư trái phiếu của VIX như thế nào. Nếu các bạn gửi tiết kiệm thì các bạn sẽ hiểu rằng là mình gửi một số tiền vào ngân hàng thì mình sẽ nhận gì ạ? Nhận lãi, đúng không ạ? Lãi, đúng không ạ? Thế thì mua trái phiếu cũng như vậy. Đấy, mua trái phiếu cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Trái phiếu VIX cũng nhận lãi, và lãi này nó chính là coupon. Đó. Thế thì lãi trái phiếu chính là cái coupon mà VIX sẽ trả cho bạn. Bạn nhận cái lãi đó. Thế thì lãi thì trái phiếu thường sẽ trả như thế nào? Thì VIX họ sẽ thường trả cho bạn là khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Đó. Tức là họ sẽ trả như thế, thường từ 3 tháng đến 6 tháng. Còn cái tiết kiệm này thì các bạn có thể gửi theo các kỳ hạn là không kỳ hạn, đúng không ạ? Rồi 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi đến 1 năm, rồi 2 năm. Đó. Thì cái sự tương đồng về việc nhận lãi thì nó cũng xem xem như nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên thì sẽ có một cái điểm khác là gì? Nếu mà bạn cần tiền thì khi bạn tất toán cái tiết kiệm này thì bạn sẽ hưởng lãi không kỳ hạn, đúng không ạ? Nhưng nếu bạn cần tiền, bạn bán cái trái phiếu VIX này, bạn bán ngay trái phiếu thì bạn nhận lãi có kỳ hạn. Miễn là làm sao? Miễn là có người mua cái trái phiếu VIX này cho bạn là bạn nhận lãi kỳ hạn. Và cái trái phiếu này thì bán lúc nào được, thường là như thế, với cái lãi suất cạnh tranh hơn so với tiết kiệm ngân hàng một chút là bạn có thể bán được ngay. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái cấu trúc lãi của trái phiếu nhé. Dễ lắm. Lãi của trái phiếu sẽ bằng lãi tham chiếu cộng với một cái biên độ. Đấy. Còn lãi tiết kiệm không có đâu, cố định luôn, đúng không ạ? Là cố định. Và lãi tham chiếu của trái phiếu thì là gì? Nó chính là lãi tiết kiệm. Thông thường cái lãi tiết kiệm này thì công ty chứng khoán Techcombank họ hay tư vấn cho các tổ chức phát hành dùng lãi của Vietinbank cộng BIDV cộng Vietcombank cộng với cả Techcombank kỳ hạn 12 tháng. Đây là lãi bình quân của 4 ngân hàng này. Và biên độ thường là từ 3% đến 4%. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn gửi tiết kiệm ở các ngân hàng này thì các bạn mua trái phiếu VIX hay hơn rất nhiều, đúng không ạ? Rõ ràng lãi cao hơn, tại sao mình không đầu tư, đúng không ạ? Nếu mình gửi tiết kiệm ở bên này mình chỉ nhận lãi cố định thôi. Mình ví dụ đơn giản như thế này. Bạn đang gửi tiết kiệm ở bên Vietinbank với lãi suất kỳ hạn 1 năm là 5.3%, đúng không ạ? 1 năm. Thế thì bạn đầu tư cái trái phiếu VIX này
thì bạn có thể nhận cái lãi là khoảng 7 đến 7,5%. Tuy nhiên thì cái thời gian đầu bạn sẽ bị mất một phần margin cho Techcom Securities, tức là mất một phần lãi. Họ bán cho mình, họ là nhà đầu tư cơ bản, họ bán cho mình lên nó sẽ không được như này đâu. Nó khoảng độ 6,5 đến 7% thôi, tùy trái phiếu, tùy kỳ hạn các bạn nhá. Thì rõ ràng hơn cái này, tính thanh khoản nó hơn, đúng không nào? Các bạn có thể bán lúc nào, các bạn nhận lãi có kỳ hạn, đúng không ạ? Và nếu có một điểm đặc biệt là các bạn hãy nhìn nhé, thị trường lãi tăng, tức là khi lạm phát, khi mà tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tăng khan hiếm thì trái phiếu này, cái lãi trái phiếu này nó chạy tốt hơn cái tiền gửi tiết kiệm, đúng không nào? Và rõ ràng là gì, với cái tính thanh khoản như thế này thì các bạn đầu tư trái phiếu hơn là đầu tư tiết kiệm, đúng không ạ? Tại sao mình không phân bổ một phần sang bên này mà mình cứ để tất cả ở đây? Rõ ràng là có lời hơn, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ so sánh cho các bạn về rủi ro giữa banh và vick các bạn nhé. À, mình nói chung chung banh thôi chứ mình không nói cụ thể banh nào, banh thôi. Đấy. Tuy nhiên thì với banh càng lớn thì rủi ro nó sẽ càng thấp, banh càng nhỏ rủi ro càng cao, nhưng mình nói chung chung thôi. Thế thì khi mà banh phá sản thì các bạn sẽ nhận tối đa là bao nhiêu tiền các bạn biết không? Các bạn sẽ nhận tối đa là 75 triệu đồng. Đây chính là chứng nhận bảo hiểm tiền gửi mà các bạn xem ở trên, các bạn nhìn thấy đấy. Đó, mình chụp ở ngân hàng ở bờ với anh đấy. Còn đối với Vic, khi mà Vic phá sản thì sao? Khi Vic phá sản thì bạn sẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên. Tất nhiên là phải trừ cơ quan nhà nước đi, thuế má đi. Nhưng mà bạn là chủ nợ, bạn sẽ được ưu tiên. Bạn được ưu tiên thanh toán trước các cổ đông. Trước các cổ đông. Đó. Thế thì xử lý tài sản phát mại các kiểu ABC đi. Đấy. Thì bạn sẽ được họ chi trả cho cái phần tiền còn lại của bạn. Vì bạn là chủ nợ mà. Đó. Thế thì cái số tiền mà bạn được chi trả, đó, nó so với cái số mà 75 triệu này như thế nào, cái đấy là tùy ở các bạn tính toán và tùy từng phương án cụ thể. Mình cũng chưa có phương án cụ thể để tính toán và nó cũng chưa xảy ra vấn đề này. Như ở đây mình đưa cho các bạn nhìn thấy được một góc nhìn là khi rủi ro xảy ra thì các bạn hình dung ra được cái quyền lợi của mình nhận được là như thế nào. Thứ hai mình nói đến việc là khả năng xảy ra rủi ro, đúng không ạ? Tức là khả năng xảy ra rủi ro. Rõ ràng là gì? Ở banh thì hiện tại bây giờ đang được ngân hàng nhà nước bảo hộ là trước đây thôi. Tức là có nhiều ngân hàng đáng lẽ là phá sản rồi và được mua không đồng ấy. Các bạn có thể thấy hàng chục ngân hàng đúng không? Phá sản làm sao nhỉ? Bị mua không đồng là các bạn nhìn thấy rồi. Nhưng đó là câu chuyện của trước đây. Còn câu chuyện của tương lai thì không biết được. Bởi vì khi mình gia nhập kinh tế thị trường rồi, gia nhập sâu vào thế giới rồi thì dễ dàng chuyện phá sản là chuyện bình thường và cho phép phá sản, giống như những cái ngân hàng lớn ở nước ngoài ấy, họ đều cho phá sản hết. Và cái rủi ro phá sản của ngân hàng nó còn cao hơn cả vịnh phá sản, cao hơn đấy vịnh. Bởi vì sao? Ngân hàng là đơn vị kinh doanh rủi ro. Họ kinh doanh rủi ro, họ kinh doanh tiền, kinh doanh rủi ro. Nên cái rủi ro họ cao hơn, mặc dù là họ có các khâu, các bước quản trị rủi ro, nhưng rủi ro của họ cao hơn. Nếu họ càng bé thì rủi ro của họ càng cao. Đó các bạn, nếu mà trong trường hợp mà khi kinh tế đang suy thoái, đó thì cái khả năng trả nợ của khách hàng, nếu mà ngân hàng nào mà cho vay nhiều thì khả năng rủi ro sẽ cao. Nhưng đối với Vic thì họ là công ty về công nghiệp, về kinh doanh, thương mại, đấy, rồi bất động sản. Mặc dù là thị trường có thể đi xuống, nhưng rồi nó sẽ đi lên. Và mình nghĩ rằng với cái vốn hóa này, quan trọng,
của VIX này bằng 3 ngân hàng BIDV. Đó. Rồi Vietinbank. Rồi Techcombank cộng lại. Nó rất là lớn rồi đúng không ạ? Đó là một trong những cái mà mình so về mặt tài sản quản trị. Nhưng câu chuyện ở đây đối với một doanh nghiệp thì nó có rất nhiều các cái. Nhưng cái quan trọng mình nhìn ở đây là ông chủ, tức là một người mà rất là linh hoạt trong cái việc quản trị và xây dựng các cái mô hình kinh doanh ở tại Việt Nam, rất là hay. Mình rất là yêu quý cái đơn vị này. Đó, để mà mình nhìn thấy được rằng là họ thay đổi cái chiến lược, thay đổi cái mô hình và đã tăng trưởng rất là nhiều trong thời gian qua. Kể cả cái việc mà họ đang kinh doanh ô tô, mặc dù là rất rủi ro, nhưng cái ước mơ và khát khao đó thì cũng đem lại những cái giá trị không chỉ cho doanh nghiệp mà còn có cho cả đất nước. Thì chính vì như vậy mà mình cũng đặt những cái niềm tin rất cao vào trái phiếu này, không những cổ phiếu và trái phiếu. Thì các bạn có thể nhìn nhận đây là một cái góc nhìn khác để các bạn phân bổ. Mình không nói là chúng ta đầu tư hết vào tiết kiệm hay đầu tư hết vào trái phiếu, nhưng chúng ta có một cái góc nhìn khác để mà chúng ta phân bổ tài sản sang. Thay vì 100% bỏ tiết kiệm mà ngân hàng đấy rủi ro, ngân hàng phá sản thì chúng ta chỉ được từng này tiền, thì chúng ta bỏ sang một cái đơn vị khác được lãi cao hơn mà phân tán rủi ro ra cho mình, đúng các bạn? Và rất nhiều các nhà đầu tư lớn họ đang đầu tư như thế cơ mà. Có phải là không ai đầu tư đâu, có phải là chỉ các nhà đầu tư nhỏ mới đang là nhìn, tìm hiểu, tìm kiếm đâu, mà đây là các nhà đầu tư lớn, họ đầu tư hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng vào cái trái phiếu như này rồi thì họ nhận lãi an toàn hơn và tốt hơn tiết kiệm ngân hàng. Xin mời các bạn hãy xem cái video chia sẻ, cái hướng dẫn của Hòa dành cho các bạn để mua thỏa thuận cái trái phiếu VIX với số tiền 1 triệu đồng. Và trước khi sang cái video chia sẻ này, hãy dành tặng cho Hòa một cái like và hãy chia sẻ nhiều hơn nữa video này tới tất cả mọi người. Và nếu các bạn muốn xem các cái video hàng tuần của mình trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Episode thì hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông các bạn nhé. Let's go, mời các bạn vào cái video của mình.